Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay cái cốt của cái quạt nha các bạn. Cái quạt này nó vẫn nhẹ nha các bạn. Khi cắm điện vào nó vẫn quay bình thường, nhưng mà khi nóng lên thì nó sẽ đứng. Nguyên nhân là nó sẽ bị mòn cái cốt đó các bạn. Đây là cái bộ cốt mình mua về nè các bạn. Đó, mình mua luôn lần 3 bộ. Bộ cốt nó gồm cái cốt với lại hai cái bạc thau. Nếu mình thay cái cốt thì mình thay luôn hai cái bạc thau luôn nha các bạn. Khi các bạn gỡ cục dây đồng ra, các bạn gỡ phải nhẹ tay nha các bạn. Tại vì cục dây đồng này mình xài lâu nó nóng rồi, nó giòn, nó dễ bị đứt lắm. Đó, mình gỡ nhẹ tay rút ra. Chúng ta sẽ rút nhẹ nhẹ cục dây đồng ra nha các bạn. Nếu mà cái dây ngay chỗ cái cổ cục dây đồng nó bị một cái dây rút á, các bạn hãy bỏ lấy cái dây rút siết lại nha, chứ để nó đứt ra là nối lại cực lắm. Đó, cái này nó còn vẫn còn, thành ra mình không có nối. Rồi bây giờ mình rút cái cốt ra. Đằng trước thì nó không có mòn mấy các bạn. Đó, nó mòn ở cái bạc phía sau nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lau sạch đi nha các bạn. Cho các bạn xem thôi, chứ cái cốt này mình cũng thay rồi, cũng không cần phải lau. Đó, các bạn thấy nó cái cốt là nó mòn lắm rồi, thành ra nó nóng là nó bị đứng lại. Đó, đây là cái cốt mới nè các bạn. Khi mình thay cốt thì mình thay luôn hai cái bạc thau nha các bạn. Trước khi đóng cái cốt ra đó thì mình lấy cọng dây á các bạn, mình đo cái cỡ của cái cốt cũ để chút mình khỏi phải canh nó cực các bạn. Đây, mình lấy cọng dây này nè, mình sẽ đo cái khoảng cách cái cốt cũ nha các bạn. Đó, mình đo khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu đây. Tí mình cái cốt mới mình đóng vô mình cũng để y khoảng cách này luôn, thì mình không cần phải canh nữa các bạn, nó đỡ tốn thời gian hơn. Nếu các bạn để dài quá thì cái cốt nó sẽ đụng ra cái bộ nhông đảo quay qua lại các bạn, nó sẽ kẹt. Còn ngắn quá thì nó lại đưa lên đằng trước nhiều, cái cánh nó lại đụng cái lồng. Thành ra các bạn cứ để y cái cũ của nó. Rồi bây giờ mình đóng cái cốt ra nha các bạn. Các bạn có thể dùng kìm, dùng búa gì cũng được. Ở đây sẵn tiện mình lấy cái kìm mình đóng luôn các bạn. Nó cũng không có cứng mấy đâu các bạn. Rồi, mình đã đóng ra rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái cốt mới vào. Mình sẽ đóng từ đằng trước ra đằng sau. Tại vì cái khoảng cách đằng sau nó ngắn hơn, mình đóng về thì nó nhanh hơn các bạn. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ đóng vào. Rồi, mình đã đóng xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình cái khúc dây hồi nãy đó, mình đo y bằng y vậy luôn nha các bạn. Đó, khúc dây hồi nãy mình đo cái cỡ đó, bây giờ mình cũng y như vậy luôn là mình khỏi canh lại. Các bạn rút hai cái ống nhựa của cái cốt cũ các bạn gắn qua nha. Rồi các bạn thay cốt thì các bạn thay luôn cái bạc thau này các bạn. Cái bạc thau giờ các bạn làm theo mình nha. Vì các bạn, nếu các bạn không biết, các bạn gỡ ra cực lắm và các bạn gắn lại nó sẽ lỏng, nó sẽ quay cái bạc thau luôn. Vì mấy cái chấu nó bám lại không chắc á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gỡ cũng nhanh mà đóng vào cũng nhanh và nó
cứng đó, các bạn sẽ lấy con vít, các bạn kéo cho cái đầu nó nghiêng về một bên, cái lỗ các bạn nó nghiêng về một bên. Rồi các bạn sẽ lấy cái kìm mỏ nhọn, các bạn bẻ cái miếng chấu đó các bạn, chấu để nó bóp cái bạc thao đó, các bạn bẻ nó lên đó, các bạn bẻ đứng nó lên. Rồi các bạn sẽ xoay cái lỗ qua cái miếng chấu khác đó, các bạn bẻ lên đó, các bạn cứ xoay qua, không cần hết đâu nha các bạn, khoảng hơn một nửa thôi đó, giờ mình rút ra rồi các bạn, rất là dễ. Giờ mình sẽ lấy cái bạc thau mới mình bỏ vào đó, cái này là cái bạc thau cũ nữa các bạn. Giờ mình lấy cái bạc thau mới mình bỏ vào, thì khi mình bỏ vào, từ hồi nãy mình bẻ cái chấu ra rồi thì nó lỏng lắm nha các bạn đó, nếu các bạn để về các bạn bóp lại thì nó sẽ không có chặt. Bây giờ cũng y như lúc đầu, các bạn phải nghiêng nó qua đó, các bạn nghiêng cái lỗ nó qua. Thì hồi nãy các bạn bẻ ra thì bây giờ các bạn lấy cái vít hay cái gì các bạn đóng nó lại. Hồi nãy các bạn bẻ nó bẹt ra thì bây giờ các bạn đóng nó lại, đóng vào mé cái lỗ đó các bạn đó, tự cái lỗ nó mới có cái khoảng trống để các bạn đóng vô đó. Khi các bạn đóng xong thì các bạn lại xoay cái lỗ qua hướng cái chấu khác các bạn đóng. Hôm nay các bạn mở bẻ ra mấy chấu thì giờ các bạn đóng lại mấy chấu. Các bạn nhớ lưu ý là phải để nghiêng cái lỗ nó xuống để cho cái chấu nó lọt vô cái lỗ đó, các bạn đóng. Rồi các bạn bẻ nó lên. Bây giờ nó rất là cứng rồi các bạn. Thấy không? Xoay các bạn, xoay từ cái bạc thau nó rất là cứng. Mấy cái chấu nó bám cứng lại rồi, nó không có quay được cái bạc thau này. Rồi, cái bạc thau bên đây thì cũng tương tự như vậy luôn nha các bạn. Thì mình gỡ ra mình cũng nghiêng nó về một bên, cho cái lỗ nó nghiêng về một bên, rồi mình lấy cái kìm mình bóp cái chấu nó ra, mình bẻ cái chấu nó ra các bạn đó. Xong rồi các bạn xoay nó qua, xoay cái lỗ nó qua, rồi các bạn cứ bẻ cái chấu nó ra giống như cái đầu tiên hồi nãy mình làm vậy đó. Các bạn thấy mình lấy ra rất là dễ đấy không các bạn. Sẽ bỏ cái mới vào, mình ấn nó vào một cái là nó vào rồi. Rồi các bạn cũng nghiêng xuống, cũng nghiêng cái lỗ nó xuống, rồi các bạn lấy cái vít dẹp hay là cái gì đó các bạn đóng nó vào. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại nha các bạn, mình cũng đóng như lúc đầu các bạn. Mình cứ đóng xong cái rồi mình xoay cái lỗ nó qua. Đó, các bạn cứ xoay nó qua rồi các bạn đóng nó. Khi nào nó hết cái mình cậy hồi nãy ra các bạn là được. Rồi, mình đã đóng xong rồi các bạn.
bây giờ nó rất là cứng nè. Rồi mình lấy miếng bông gòn hay miếng dẻ vậy các bạn lau cái lỗ với lại cái cốt cho nó sạch đi nha các bạn. Tuy nó mới nhưng mà mình cũng lau sơ nó đi. Đó, mình lau sơ cái cốt với lại cái bạc thau đi các bạn. Rồi mình chấm vào trong đây một tí nhớt nha các bạn. Nhớt mình lấy nhớt mới nha các bạn. Rồi mình chấm vào thôi. Người ta chuyên sửa thì có lẽ người ta có cái dầu riêng của người ta, còn mình sửa ở nhà thì đôi khi mình bỏ một tí nhớt mới cũng được rồi các. Từ mấy cái quạt trước mình bỏ mình thấy xài cũng lâu lắm. Đó, các bạn cho một tí nhớt vào cái cốt này nữa. Rồi, bây giờ mình ráp vào nha các bạn. Mình sẽ đưa cái cốt vào. Mình xoay và mình rút ra rút vô cho cái nhớt hồi nãy mình bỏ cho nó đều các bạn. Nếu các bạn muốn kỹ thì các bạn chấm thêm một chút nữa. Còn không thì cũng được rồi các bạn. Rồi mình cũng bỏ cái nắp sau vào, mình cũng xoay cho nó đều cái nhớt ra. Rồi mình sẽ lau cái trục nhôm của cái cốt này nha các bạn. Để cho chị hồi nãy mình bóc dấu tay mình vô các bạn, để nó sẽ bị ố, bị oxit nó mau bị rỉ sét. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cục dây đồng vào nha các bạn. À, khi ráp dây đồng vào các bạn cũng ráp từ từ nhẹ tay nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ ráp cái nắp đít vào luôn. Mình sẽ khó nhẹ một chút nha các bạn. Rồi mình sẽ quặn 4 con ốc vào. Bây giờ mình sẽ xiết ốc lại nha các bạn. Các bạn xiết cũng vừa thôi.
khi mình siết xong cái mình khỏ nhẹ nhẹ cho các bạn, khỏ nhẹ nhẹ cho nó đều, cho nó cái cốt nó nhẹ, xong cái mình mới siết chặt lại. Cái cốt giờ nó nhẹ lắm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ siết chặt lại luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Quạt của mình đã quay rồi các bạn, rất là êm luôn nha các bạn. Như vậy là mình đã thay cái bộ cốt với lại bộ chén bạc trao vô thành công rồi các bạn. Quạt đã quay tốt và bây giờ mình sẽ ráp lại. Và mình đã ráp hoàn chỉnh lại rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắm điện và mình thử nha các bạn. Quạt quay nhẹ êm, rất là ok nha các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn thay cái cốt quạt và bộ chén bạc trao nha các bạn. Và video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau các bạn nhé.